OK các bạn ơi, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tựa game cực kỳ là hay mà mình vừa mới tìm được trên CS Play. Đó chính là Edfinder. Đây là một tựa game rất là hay. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái tựa game này nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là cài đặt cái tựa game này trước nè. OK, và khi mà chúng ta đã vô được cái game rồi thì đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số phần, ví dụ như là skin nè. Đây, ở đây hiện tại là mình đang có rất là nhiều skin luôn. Và bây giờ mình sẽ ấn vào chọn skin ngẫu nhiên. Một con sư tử hả? À, rất là nhiều skin các bạn có thể thấy. Và ngoài ra nữa là mình có hai cái skin VIP các bạn ơi, và mình sẽ sử dụng một trong hai skin này để có thể là chơi cái game này cho các bạn coi. Và đặc biệt là cái cách chơi của cái game này nó rất là đơn giản các bạn ơi, các bạn chỉ cần nhấp nhẹ vào màn hình thôi. Đó, các bạn thấy không? Và các bạn có thể giữ vào màn hình luôn là cái nhân vật của các bạn nó sẽ chạy. Và cái game này của chúng ta chơi bằng cách là chúng ta sẽ phải vượt qua những cái chướng ngại vật này nè các bạn ơi. Đó, rất là đơn giản luôn đúng không? Và trong cái game này của chúng ta là nó có tới khoảng 500 level luôn nha mọi người. Chết mất tiêu rồi. Quên nữa, khi mà chết thì các bạn hãy ấn vào xem quảng cáo để có thể gọi là ủng hộ cho nhà phát triển game nha các bạn ơi. Đó, bây giờ là mình đã ấn vào quảng cáo là bây giờ là mình đã có thể gọi là tiếp tục chơi game nè, thấy không? Còn nếu mà các bạn gọi là không coi được quảng cáo á thì các bạn sẽ không có gọi là tiếp tục chơi được cái ván này các bạn ơi. Ui, ở đây nguy hiểm quá. Đó, qua nè. Ok. Yes, qua màn rồi các bạn ơi. Đó, yeah. OK, và bây giờ mình sẽ đến với phần tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ gọi là sử dụng một cái skin VIP thứ hai của mình. OK, đây là một cái con gì đây? Một con lửa. OK, bây giờ chúng ta sẽ gọi là chơi cái màn thứ hai này. Ôi, rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Cái game này á là mình nói thiệt với các bạn là chơi á, cái độ giải trí của nó cực kỳ là cao luôn nha mọi người. Cho nên là chơi á mình cảm giác không bao giờ thấy chán hết á. Rồi, bây giờ là mình đã gọi là sử dụng được những cái kỹ năng của những cái skin VIP này nè các bạn ơi. Những cái skin VIP này của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng được những cái kỹ năng mà những cái skin kia nó không có. Cho nên là chơi rất là hay. Trời ơi game. Trời ơi, cái dòng này khó nè nha, cái dòng này khó nè, mình đập luôn. Đó, quá mệt. OK các bạn ơi, và mình đã vừa giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái tựa game Edfinder này. Nếu mà bạn nào mà yêu thích cái tựa game này á thì mình đã có để link tại ở bên dưới phần bình luận cũng như là phần mô tả của video này. Và các bạn đừng quên là ủng hộ cho nhà phát triển game để cho game của chúng ta càng ngày càng hoàn thiện và càng ngày càng phát triển nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với video thôi. OK, và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình Karen đây, và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video mini world đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một video liên quan về chủ đề hack nick, phá nick của người khác các bạn ơi. Thì nói chung là hôm trước mình đã có làm một cái video, đó chính là thử thách hack nick của Phong Cận các bạn ơi. Lúc đầu thì làm cái video đó thì hầu như là cũng có rất là ít bạn gọi là ủng hộ mình cái series đó luôn. Nhưng mà tự nhiên mấy ngày sau á, tự nhiên cái nó lên quá trời luôn. Tự nhiên bây giờ video mà mình hack nick Phong Cận nó lên 100k view luôn các bạn ơi. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với một cái video hack nick nữa. Và theo như yêu cầu của các bạn thì các bạn kêu mình là anh ơi, anh hãy quay video đi, chứ là thử thách tiếp tục hack nick của anh Phong Cận đi. Nhưng mà lần này là chúng ta sẽ gọi là phá skin các bạn ơi. OK, và nếu mà các bạn yêu thích video này của mình thì các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, share và một nút subscribe. Và đừng quên lắc vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nha. Và đừng quên ủng hộ cho những thành viên của Hero Team nữa. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi. Go. OK các bạn ơi, và hiện tại đây là bây giờ là mình đang ở trong nick của Phong Cận rồi này các bạn ơi. Thì hôm trước á là các bạn đã yêu cầu mình là anh ơi, trời ơi, anh vô anh phá skin gì chán quá vậy, anh hãy phá skin, tất cả skin của anh Phong Cận luôn đi. Mình thấy mấy bạn kiểu giống như này, mấy bạn này cũng có nhiều hứng thú với là cái việc phá nick người khác quá ha. Mà kiểu giống như là bây giờ tôi phải gọi là đứng ra đi phá nick để cho mấy bạn coi á. Nhưng mà không sao đâu các bạn ơi, nói chung là miễn sao mà các bạn thích thì mình sẽ gọi là phá nick của người khác cho các bạn coi ơi. Nếu mà bạn nào mà muốn mình gọi là phá nick của ai nữa thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Ví dụ như là phá nick của Mr. Vịt nè, rồi phá nick của chị Timmy Đu, hay là phá nick của Shimmy, hay là phá nick của Sammy Khen Dừa Camu gì đó. OK, thì hiện tại đây là mình đang ở trong nick của Phong Cận rồi các bạn ơi. Thì hôm trước á là các bạn cũng đã biết là mình đã gọi là phá nick của Phong Cận và OK, có vẻ như là Phong Cận đậu xanh, cái skin này Phong Cận không biết các bạn ơi. Oh my god, Phong Cận vẫn chưa hề biết là mình đã vô nick của Phong Cận và mình đã phá nick của Phong Cận các bạn ơi. Oh my god, cái skin này á là cái skin mà hôm bữa mình đã phá nick của Phong Cận nè. Nhưng mà Phong Cận chưa có đổi lại. Tức là
thanh niên này vẫn chưa biết mình phá skin của ảnh. Hình như có vẻ như là Phong Cận hầu như là không có coi clip mình ấy, với lại là cũng không có hay gọi là kiểm tra, kiểu giống như kiểm tra skin đấy các bạn, cho nên nó là không có biết là mình đã phá. Ok, cái này á là một Phong Cận là một người gọi là như thế nào nhỉ, rất là kiểu gọi là lơ là trong những cái việc này. Nhưng mà ok, cái việc lơ là này của Phong Cận chắc chắn sẽ phải trả giá bằng việc là mình sẽ gọi là phá hết tất cả skin của Phong Cận trong ngày hôm nay luôn. Ok, đầu tiên là chúng ta đến với skin Phong Cận chính chủ nè. Mình sẽ chỉnh cho tóc của Phong Cận biến hình màu xanh lá. Tóc biến hình màu xanh lá nè các bạn ơi. Rồi sau đó cái mặt nó sẽ hơi gọi là kiểu BD một chút xíu. Và trên mặt sẽ có dán một cái gọi là cái trái tim nè. Rồi sau đó bộ đồ Phong Cận sẽ mặc đó chính là một cái váy nè. Nói chung á là mình chỉ phá đại thôi, nhưng mà hôm nay mình phá hết. Đó, tôi chỉnh tầm 7 anh em à. Tôi sẽ chỉnh tầm 7 để tôi phá hết. Giày pha lê đồ cái kiểu. Ok, skin đầu tiên của chúng ta là chúng ta đã biến Phong Cận thành một người gọi là gì ta? Một người biến thành gì ta? Skin Phong Cận pha lê. Skin Phong Cận pha lê các bạn là. À quên nữa, hôm qua Mini World vừa mới update các bạn ơi. Mini World vừa mới update ra một số bộ đồ nè. Đấy các bạn thấy. Và mình thấy là những bộ đồ này rất là chất luôn. Đấy các bạn thấy không? Ok, tiếp tục là chúng ta sẽ đến với skin của Mr. Dịch. Skin của anh Dịch thì mình sẽ chỉnh cho tóc của Mr. Dịch là màu vàng đúng không? Màu vàng thì nó sẽ thường gọi là kiểu với màu gì ta? Thôi ok, chúng ta sẽ chỉnh lại một cái màu. Màu tím, đúng rồi. Mình biết anh Dịch rất là ghét màu tím các bạn ơi, cho nên là chúng ta sẽ gọi là chỉnh màu tím nha. Ok. Rồi sau đó là tới phần này sẽ là cho cái mặt này đi. Ôi kết mặt quỷ mấy má ơi. Rồi cho thêm cho anh Dịch múc thêm cái con chó này nữa. Rồi sau đó sẽ cho Dịch mặc một cái bộ gọi là bộ công công các bạn được. Cái bộ này là cái bộ mà cái thời xa xưa, cái thời mà nguyên thủy, thời nhà vua người ta hay xài nè, hay mặc ấy. Rồi sau lưng của Mr. Vest thì mình sẽ cho một cái cánh cái, à nhầm, một cái bánh sô cô la. Ê tính ra là nhìn nó không ra cái gì luôn á. Nhìn nó chả ra cái gì luôn á các bạn ơi. Rồi, skin Chami, skin Chami. Trời ơi, tôi phá ai chứ tôi mà phá người yêu của ổng là cái này mới hay nè mấy má. Trời ơi, mình nói thiệt với các bạn, mình phá ai mình phá chứ mình phá người yêu của Phong Cận là mới hay nè. Mình sẽ cho Sami một bộ tóc màu vàng nè. Rồi sau đó là sẽ có một cái mặt thì biểu cảm này thì nó quê quá. Biểu cảm này đi, mặt biểu cảm khó chịu nè. Rồi cho múc cây kem đi cho bỏ cho bớt nóng. Rồi sau đó mặc thêm một bộ đồ. Oh my god. Mình sẽ cho Sami là một cái mình sẽ cho Sami là một người gọi là gì nhỉ? Một cái bộ đồ mà đi này mà đi với váy đó mới là chất nè. Bộ đồ này mà đi với váy mới là chất nè. Rồi sẽ cho gọi là mang cái dép này đi. Đó, mình tề với mấy bạn luôn, mình mà phá ai chứ mình phá người yêu của ổng là ổng chắc chắn sẽ. Còn tới chị Camui nè ha. Ok, cho tầm tào lao hết luôn. Cho tào lao hết, đeo mắt kiến đen, rồi sau đó cho mặc cái bộ váy này nè. Rồi sau đó là cho đeo cái này. À không, cái này là nó hết mặc quần được rồi, giờ chỉ có giày thôi. Đeo cái giày này đi cho nó chất ha. Còn ba lô thì sẽ là một cái cánh, là một cái này gọi là cái gì ta? Cái này là quỷ ba, chín đuôi hay quỷ ba đuôi đồ nè. Cái này người ta gọi là quỷ ba đuôi, quỷ chín đuôi đồ mấy bạn. Rồi, skin cuối cùng của chúng ta đó chính là Timmy đồ mấy má ơi. Trời ơi, con Timmy đồ. Chắc con Timmy đồ rồi. Mình cho cái tóc của mình vô, nhìn nó dị thiệt luôn đó. Đúng là nó dị thiệt luôn á. Nó dị thiệt sự luôn đó. Rồi sau đó sẽ cho Timmy đồ mặc một cái áo này đi. Đấy. À không, cái này ngầu rồi. Trời ơi, quên này là ngầu mất tiêu rồi. Đấy, mặc cái này này. Ê khoan, mình chỉnh cái tóc này khác gì mình đang chỉnh mình không? Đổi cái tóc mấy má. Đổi cái tóc nở bựa xíu coi. Không có cái tóc này nó bựa xíu nhờ. À đây.
À, con này được, con này được nè các bạn ơi. Nếu mà bạn nào mà yêu thích mình làm những cái series fanic của người khác như thế này nữa thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới số 1 cho mình biết, và đừng quên để lại bình luận bên dưới là mình tập tiếp theo nên cho nay nha các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là tiếp tục đến với màn chơi, đó chính là ấy rồi. Ok các bạn ơi, mình đã chỉnh xong skin của mình, đã phá hết skin của Phong Cận trong video ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Chắc chắn là Phong Cận vẫn không có thể nào phát hiện được đâu. Nhưng mà nếu mà lỡ phát hiện thì sao ta? À thôi kệ đi, chắc cũng không sao đâu. Phong Cận mà phát hiện thì chắc là cũng mình cũng sẽ không bị tình nghi đâu. Tại vì mình biết á là kiểu Phong Cận rất là bận, cho nên là rất là ít khi mà coi video của mình luôn các bạn ơi. Cho nên là điều chắc chắn đó chính là Phong Cận không thể nào biết cái video này rồi. Ok, hiện tại là mình đã phá xong nick của Phong Cận rồi các bạn ơi. Mình nhìn nó chả ra gì hết. Và nếu mà các bạn yêu thích video này thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới số 1 cho mình biết, và đừng quên gọi là like, share và subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình nghĩ là video của chúng ta nên kết thúc tại đây thôi. Và đừng quên gọi là ấn nút chia sẻ mạnh video này giúp tôi nha mọi người ơi. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.